Tiếng tép và với cả tiếng bát nó rất là chắc luôn. Hello nhá, xin chào bạn. Rồi, các bạn quay trở về kênh Sao Rẻ Thì Giống Con. Đây, có quả này siêu phẩm quay trở lại các bạn ạ. Những bạn mà đã từng xem của mình trước sẽ biết cái dòng này rồi. Maso mẹ đẳng cấp của đẳng cấp bạn ạ. Đây, các bạn xem. Con này nào mình vừa mới chế pin xong các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút với các bạn về cái phần ngoại thất đồ đi kèm và nghe thử âm thanh trải nghiệm. Maso, úi dồi, con này thì phê lòi. Đây cho bạn xem này. Ghê gớm chưa? Bật tắt ở đây nhá. Pe là nút dùng để kết nối Bluetooth. Phone là cái nút gì không biết. Sao là chuyển chế độ từ chế độ bằng input, tức là cổng AUX này, sang chế độ Bluetooth. Bộ này dùng rất là phê mà nhiều người thích, bởi vì nó có cái này, chính là cái này bạn ạ, đẳng cấp này. Úi dồi, nút chỉnh chép bass trên này luôn, cộng chỉnh âm lượng đây, và cho phép các bạn bấm xuống để nó thụt xuống như thế này, chưa từng có luôn các bạn ạ. Mà chất liệu của nó cầm cái đoạn phê các bạn ạ, đắt tiền nó khác hẳn. Choáng luôn. Nó là nhựa nhưng mà cầm cảm giác rất là lì tay. Cái khay này khay để pin bên trong. Đây mình cho các bạn xem pin. Pin thì mình độ lại rồi, không phải pin đi theo máy. Pin theo máy nó chết lâu rồi. Đây, ông này ông ấy độ pin đâu ấy, thế là sau nó lỗi lại mang lại qua mình độ lại pin đây. Siêu phẩm. Pin này mình độ là pin 2006 maximum công suất luôn. Nghe chỉ bay ngất người các bạn ạ. Đấy, pin tức là pin đi kèm thì chất lượng hơi thấp, thành ra là mình đã cắt đi rồi và thay bằng pin chất lượng cao, chính nằm đây. Dàn pin. Đây các bạn xem nhá, phần ở đây nó có một phần nữa là cổng dùng để sạc điện thoại 5V 1A. Những cái cổng này thì đúng là chả bao giờ các bạn dùng luôn, bởi vì nó nhét ở đằng sau các bạn ạ. Đây, mặt loa Maso của này của nó không phải màng kín luôn nha, mà màng nó để hở, có màng chống bụi bên trong, nó hơi phòng phành bởi vì ông này dùng lâu rồi các bạn ạ. Cái lâu đến mức độ cái logo của nó còn mờ đi, các bạn nhìn này là đủ biết cái loa này dùng rất là lâu rồi, nhưng phải nó không nhận bền thật. Ông này dùng giữ. Đây mình sẽ nhét vào đây cho bạn xem thử dùng ra làm sao, phê luôn các bạn ạ. Loa rất cao cấp luôn. Đây, giống như thế này, Maso đặt ra như thế này. Nhưng mà không biết là nhập ra thì dùng gì đây ta. Nhập ra thì bị cao, nó sẽ đầm như thế này. Nghe rất phê luôn. Bây giờ mình sẽ thử đoạn chất âm thanh nhá. Này, bắt đầu bật lên này. Dí phải tầm mất khoảng 4 đến 5 giây thì nó mới bật được. Nhìn có nhạc khởi động nhá. Bây giờ mình sẽ bật âm lượng một lửa này. Bật nhạc cho bạn xem luôn. Bộ này nghe chỉ có tê người. Không phải giới thiệu nhiều. Vị nó bé nhưng mà kêu to chú ạ. Con này to. Mười mét rồi. Các bạn thằng Văn hay nghe bài gì nhỉ? Bạn ơi, bạn kia là gì nhỉ? Bài gì ấy? Gì? Đưa con trai hát đi.
Các bạn mà nghe sẽ thấy cái âm thanh nó phát ra rất là phê luôn. Tiếng nghe rất là chuẩn. Bạn thân ơi, mai xa cách nhau, lòng vẫn nay nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đôi tay vẫn không quên tình bạn. Tiếng trống rất là mạnh luôn nhá. Tiếng tép và với cả tiếng bát còn rất là chắc luôn. Tiếng loa của nó hàng cao cấp rồi. Cái âm thanh của cái loa này nó rất là thích, bởi vì nó tiếng nó rất là sạch các bạn ạ. Nó không có cái nhiễu ấy. Ban đêm mà các bạn nghe sẽ cảm nhận được ngay cái loa này tại sao nó đẳng cấp các bạn ạ. Nghe phê lòi luôn. Nghe rất thích luôn, rất là về ban đêm. Ban đêm của nó tiếng ra nó trong veo, không có tiếng tạp luôn. Nghe phê lòi. Đấy. Ban đêm với cả một thế hai là về phần gì nhỉ? Ban đêm thì không nói rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem bài hát kinh điển nhá. Là cái dòng này rất khủng, nhưng mà cái dòng này bật nhiều là bị dính chưởng bạn ạ. Cái này tiếng thánh thót này sẽ biết được nhạc chuẩn không này. Chia sẻ một chút về chiếc loa Marshall cho các bạn xem nhé. Những bạn nào mà dân chơi, thích chơi hoặc là nghiên cứu thì có thể nghiên cứu qua cái dòng này nhé. Chứ còn dòng này nó chát lắm bạn ạ. Chỉ chủ yếu là để nghiên cứu thôi. Mới cả các dân chơi thì mới đầu tư. Chứ còn bình thường dân thường thì chắc không chơi được các bạn ạ. Giá nó cao quá. Cao, các cái nút nước các bạn nhìn sẽ thấy nó đẳng cấp ngay các bạn ạ. Dàn nút sờ rất là phê, nhưng mà tôi là chát quá. Để nghiên cứu thôi. Đấy. Đây, bạn này dùng rất lâu rồi, thành ra chữ nó còn mờ luôn rồi. Nhưng mà bạn đẩy sẽ thấy này. Chữ nó mờ hết luôn. Thôi bây giờ mình test xong nhá. Để chia sẻ một chút rồi. Các bạn theo clip mình quay nhá. Bye bye. Marshall.